Dũng Audi xin kính chào toàn thể anh chị em cô bác, bà con trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay Dũng Audi giới thiệu cho anh chị em một chiếc xe Honda City số tự động, sản xuất năm 2017, phiên bản top cao cấp nhất. Kể từ năm 2017 thì Honda City sẽ có phiên bản top, là phiên bản cao cấp nhất, được trang bị nhiều tính năng hơn, nhiều trang thiết bị option hơn. Và đó là bản cao cấp của dòng Honda City, phiên bản top, gọi là phiên bản top anh chị em nhé. Anh chị em nào là tín đồ của xe Nhật, anh chị em nào là tín đồ của Honda, anh chị em nào ưa sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, không hỏng vật và đồ đạc sẵn, thì đây một sự lựa chọn hoàn hảo cho anh chị em tín đồ của xe Nhật. Sedan hai đầu, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, một chiếc xe chưa đến 400 triệu, chưa đến 400 triệu đồng chúng ta đã sở hữu được chiếc Honda City sản xuất năm 2017, phiên bản top cao cấp, số tự động, động cơ 1.5, với nhiều trang thiết bị hiện đại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chi tiết của chiếc xe này, nó được trang bị những gì, chất lượng, kỹ thuật của nó ra làm sao. Thì anh chị em nhà mình hãy cùng chân Dũng Audi đi kiểm tra chiếc xe này anh chị em nhé. Đèn pha của xe là đèn halogen nguyên bản, có đèn gầm, mặt ca lăng mạ viền chrome nhá. 4 la răng phay. Cỡ lốp của xe này là 185/55R16, 4 la răng phay rất đẹp luôn. Xinh nhan trên gương bằng giải đèn LED. Tay nắm cửa có tích hợp chìa khóa thông minh một chạm nhá. Chìa khóa thông minh một chạm. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ. Đó là ở bên ngoài. Thế vào trong xe, xe được trang bị những gì? Gương kính chỉnh điện, cụp điện anh em nhé. Gương kính chỉnh điện, cụp điện. Có chế độ Eco, tiết kiệm nhiên liệu. Khi nào chúng ta đi cần đi tiết kiệm nhiên liệu, đi đường trường, đi cao tốc, chúng ta bấm cái nút xanh này sẽ chuyển sang chế độ economy. Đấy, chế độ economic anh chị em nhé. Và chế độ này là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Xe cũng được trang bị hỗ trợ dừng đỗ, có cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt điện tử, vô lăng tích hợp bàn phím này, có vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, có gậy số thể thao trên vô lăng anh em nhé. Đấy. Đấy, có gảy số thể thao trên vô lăng, chuyển số, tăng số, giảm số gảy ở trên vô lăng luôn. Có đề ấn nổ start stop, màn hình Android, giải trí thông minh, camera lùi, điều hòa được điều khiển bằng màn hình cảm ứng, điều hòa tự động, điều hòa tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Ghế da màu đen, táp ly táp lô màu đen, còn rất mới luôn. Đấy, anh em nhìn thấy táp lô này. Đây, táp ly này. Đây, táp lô, mặt táp lô này. Rồi là ghế này. Vô lăng này. Đấy, mặt độ mới của vô lăng. Độ mới của cần số, chúng ta chỉ cần nhìn thấy vô lăng cần số là chúng ta sẽ đánh giá được chiếc xe chạy ít chạy nhiều. DOD thì có thể tua, nhưng vô lăng cần số thì chúng ta nhìn là chúng ta sẽ biết được chất lượng của xe nó có đẹp hay không anh chị em nhé. Nội thất màu đen, ghế da màu đen, táp ly táp lô màu đen, trần nỉ nguyên bản, hai vùng điều hòa, 6 túi khí anh em nhé, 6 túi khí an toàn.
Với phiên bản top thì xe sẽ được trang bị 6 túi khí an toàn này, cruise control đi ga tự động này, gẩy số vô lăng này, cân bằng điện tử, chống trơn chống trượt điện tử này, điều hòa tự động hai vùng độc lập, điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Đó. Đấy là phiên bản top anh em nhá. Rồi, bây giờ thì vừa rồi chúng ta đi một vòng quanh xe để xem về form dáng cũng như là chúng ta xem về nội thất, trang thiết bị của xe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chất lượng kỹ thuật của xe. Chất lượng kỹ thuật của xe thì chúng ta đi kiểm tra về phần keo chỉ đây. Đây là phần chỉ của cánh lái anh chị em nhé. Đây là chỉ của cánh lái. Đấy. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng. Anh chị em nhìn thấy chỉ đứng này, không mất phần nào đúng không? Rồi là phần tai này, bản lề của nó nguyên zin này, ốc cánh còn nguyên zin chưa mở này. Quá đẹp. Tiếp đến là phần chỉ của cánh sau bên lái. Đây, chỉ của cánh sau bên lái này. Đấy, anh em nhìn cái chỉ cánh sau bên lái nhá. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng cũng như là phần tai, bản lề và ốc cánh còn nguyên zin hết anh em nhìn ạ. Rồi, tiếp đến là phần cốp. Chúng ta chỉ cần đi một vòng quanh xe thôi là chúng ta đã kiểm tra được chất lượng của chiếc xe rồi. Đây nha anh chị em nhá. Máng nước này, keo của nhà máy này, máng nước hai bên này. Đây, đinh tán này, keo này, máng nước. Ốc cốp còn nguyên zin, chưa mở. Đây, ốc cốp nguyên zin này. Đây, ốc cốp nhá, còn nguyên zin. Phần chỉ cốp này. Đấy, chỉ cốp anh chị em nhá. Chỉ cốp. Đấy, chỉ cốp. Thấy chưa? Keo này, chỉ này, nguyên hết. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến với phần cánh sau của bên phụ. Chỉ cánh sau bên phụ đây. Đấy, chỉ anh em. Phần tai, phần chỉ đứng, rồi là phần bản lề cũng như là ốc cánh còn nguyên zin hết. Đây là nội thất của xe nhá, anh chị em nhìn lại nội thất của xe này. Đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cánh bên phụ. Đây, chỉ cánh bên phụ này. Phần chỉ đứng này cũng như là phần bản lề, phần tai, ốc cánh còn nguyên zin hết. Nội thất của xe đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu của xe anh chị em nhé. Đây là phần đầu của xe thì khi mở ra chúng ta sẽ nhìn thấy này, ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở anh em nhé. Ốc cabo đây, phần chỉ cabo này. Không mất một phần nào. Đây ạ, chỉ cabo đây. Ốc cabo đây, nguyên zin hết anh chị em nhé. Đây phần chỉ dưới này. Nguyên zin. Phần tai này, anh chị em nhìn thấy phần tai này. Phần giảm sóc này. Phần răng và phần càng sắt xi. Càng sắt xi đây anh chị em nhé. Tiếp đến bên này. Phần tai này, bộ giảm sóc này, phần răng này, đây, răng này, keo của nhà máy này, keo nhà máy này, phần răng này, rồi là phần càng sắt xi, nguyên zin hết. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đến phần động cơ. Thì chiếc xe này nó rất là dễ nhìn về động cơ, anh em nhìn này, ốc chân máy còn nguyên zin, nha, toàn bộ ốc chân máy còn nguyên zin, chưa mở. Ốc động cơ này, anh em nhìn ốc động cơ này, tất cả các ốc động cơ, ốc chân máy còn nguyên zin, anh em nhìn ốc chân máy này, rồi tất cả các ốc động cơ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, anh em nhìn đây, đây ốc, 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 ốc tận những con ốc ở dưới tận cùng kia, đấy,
rồi là ốc số này, ốc số này, anh em nhìn ốc số ở dưới kia nhé, rồi động cơ số này, hộp số này, tất cả nguyên zin, máy số nguyên zin từng con ốc, máy số nguyên zin con ốc. Một chiếc Honda City, một thương hiệu đến từ Nhật Bản của hãng Honda. Honda thì nó là quá nổi tiếng rồi, chúng ta không cần phải nói đến Honda nữa, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Honda City phiên bản top cao cấp nhất, sản xuất năm 2017, số tự động, động cơ 1.5, với những trang thiết bị mà Dũng Audi vừa giới thiệu, với chất xe nguyên zin nguyên bản, keo chỉ nguyên zin, máy số nguyên zin từng con ốc mà Dũng Audi đã vừa giới thiệu, cũng như là quay review chi tiết từng ly từng tí cho anh chị em xem. Một chiếc xe như thế này mà bán chưa đến 400 triệu. Anh chị em nhà mình quan tâm chiếc xe này có thể liên hệ với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để được tư vấn cụ thể hơn, để được chốt giá bao rút hồ sơ, chốt giá bao sang tên, chốt giá bao sang tên vận chuyển. Tùy theo nhu cầu của anh chị em mà Dũng Audi sẽ chốt cho anh chị em một mức giá tốt nhất, đúng theo yêu cầu của anh chị em, bao rút hồ sơ, bao sang tên, bao sang tên vận chuyển. Và anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin chi tiết những chiếc xe ô tô mới về tại Dũng Audi, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dũng Audi, các buổi live stream báo giá, trò chuyện tương tác, tư vấn trực tiếp, chốt giá tụt quần công khai trên live stream vào các buổi trưa hàng ngày và các buổi tối hàng ngày của Dũng Audi. Anh chị em cũng sẽ nhận được thông báo để vào xem, cập nhật thông tin, nâng cao hiểu biết ô tô, nắm được giá cả thị trường khi mà bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh. Vì vậy cho nên là anh chị em bấm đi, bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh để tránh bỏ lỡ. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Địa chỉ của em có định vị trên cửa hàng anh chị em nhé. Cửa hàng của em có định vị trên bản đồ. Anh chị em vào phần bản đồ trên điện thoại, bấm tìm kiếm Dũng Audi, sẽ có định vị cửa hàng, có dẫn đường, có địa chỉ, có số điện thoại. Đấy, rất dễ tìm kiếm, cứ vào trên điện thoại có phần bản đồ, đánh chữ Dũng Audi vào sẽ có dẫn đường đến tận nơi. Hoặc anh chị em nhà mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ chỉ dẫn, hoặc là anh chị em về đến thành phố Hải Dương thì em sẽ cho nhân viên đón anh chị em về đến cửa hàng để xem xe, kiểm tra xe, test xe và chạy thử xe trực tiếp. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng cảm ơn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.